sinh lại mảnh đời tiếp đi em. Anh chi? Hãy gọi anh là Hàng Mạc Tư. Hàng Mạc Tư. Ôi ba tiếng đó như trận bão kinh hoàng vừa thôi qua biển ca. Chỉ đem khô khăn vào lòng xa mà làm sụp đổ tiêu tan những thành quách quy nghi trầm mặc giữa